bắt cóc tống tiền. Bông ơi, con ở đâu rồi? Bông ơi. Mình trốn ở đây còn lâu mẹ mới tìm ra. Ông bà hãy chuẩn bị 200 triệu tiền chuộc và nhớ không được báo cảnh sát. Nếu không, đừng mong gặp lại con gái của mình. Cháu tỉnh rồi hả? Có đói bụng không? Ăn đi này, xem ra cháu đói lắm rồi. Chú không cởi trói, làm sao cháu ăn được? Chú là ai thế? Cháu không cần biết, chỉ cần cháu ngoan ngoãn là sẽ sớm được về nhà. Nơi này vắng vẻ, cháu có kêu cũng không ai nghe thấy đâu. Chú là người mà người lớn vẫn nói là kẻ bắt cóc đúng không? Phải, chú là kẻ bắt cóc nên cháu khôn hồn thì ngoan ngoãn đừng có gây phiền phức. Nếu không, cháu sẽ không được về nhà đâu. Sao chú lại bắt cóc cháu? Chú cần tiền phải không? Mẹ cháu nói, người không chịu lao động mà chỉ muốn ăn cắp tiền của người khác là rất xấu. Mẹ cháu nói, những người như vậy sẽ bị quả báo, lúc nào cũng bị đói bụng, không có gì để ăn. Thôi nghe đi, cháu nói nhiều quá rồi đó. Ai cũng bảo là cháu nói nhiều đấy, nhưng mọi người đều vui vẻ khi nghe cháu nói, chứ không cáu kỉnh như chú. Thằng Mạnh mấy hôm nay trốn mất tâm mất tích, đi đâu không biết. Chắc nó lại đi trộm vặt ở đâu để xoay tiền chữa bệnh cho con cái chứ gì. Hôm trước nó còn xin tao kiếm cho ít thuốc mê, không biết định làm gì kìa. Ngữ nó thì làm được cái gì chứ. May quá chúng đi rồi. Họ là ai vậy chú? Ừ, anh đây. Em yên tâm, anh đã có cách kiếm tiền chữa bệnh cho con rồi. Anh xin lỗi, anh đã phạm nhiều sai lầm, nhưng lần này nhất định anh sẽ có tiền chữa bệnh. Cho anh nói chuyện với con một lát được không em? Mai hả con? Hôm nay con thấy thế nào rồi? Có mệt không? Dạ không ba ơi, bao giờ thì ba về? Ba sắp về rồi con à. Con phải ngoan, nghe lời mẹ nghe chưa? Vâng, con biết rồi. Ba ơi. Ừ con. Ba hứa với con là đừng có làm chuyện gì xấu nữa. Đừng để mẹ buồn nữa nha ba. Ừ, ba hứa mà. Chú xin lỗi vì đã làm thế này. Chú cũng có con gái hả? Con gái chú làm sao thế? Con gái chú lớn hơn cháu một chút, nhưng nó đang bị bệnh nặng, cần rất nhiều tiền. Chú đừng quá lo, rồi chị ấy sẽ khỏi thôi. Nhưng chú phải làm nhiều việc tốt mới được. Ba cháu nói, khi làm nhiều việc tốt thì người thân của mình sẽ gặp nhiều may mắn. Chú không còn thời gian nữa rồi. Mà tại sao chú lại đi nói chuyện với một đứa trẻ như cháu nhỉ? Trẻ con thì sao chứ? Cháu rất là hiểu chuyện nhé. Hay là chú đến gặp ba của cháu đi, biết đâu ba cháu lại giúp được chú đấy. Phải, ba cháu chắc chắn sẽ giúp được. Anh ơi, anh đã chuẩn bị tiền xong chưa? Em lo quá, không biết bông sao rồi. Anh đang đợi ngân hàng chuyển tiền vào. Em hãy bình tĩnh, kẻ bắt cóc nói cần tiền. Có tiền rồi, chắc bé bông sẽ được thả ra thôi mà. Tất cả là tại em không để ý đến con. Chỉ một thoáng là đã không thấy bé bông đâu nữa. Nếu con có mệnh hệ nào thì em không sống nổi mất. Em đừng tự trách mình nữa. Bây giờ cần nhất là phải bình tĩnh. Bé bông đang đợi vợ chồng mình. Thì ra là mày ở đây. Bọn tao tưởng mày mất tích đi đâu rồi chứ. Hai người tìm tôi có việc gì không? Mày làm cái gì mà lắm lét thế? Ai ở trong đó vậy? Không có ai đâu, chuột đấy mà. Không có gì thì việc gì mày phải lúng túng thế? Tránh ra xem nào. Con bé này là ai vậy? Đây là cháu của tôi đó. Bé ơi, bé nhà ở đâu? Sao bé lại ở đây? Nhà của con xa lắm. Chú Mạnh đưa con đến đây. Chờ ba mẹ con đưa tiền rồi cho con về. Thì ra hôm trước mày xin tao thuốc mê là để làm chuyện này đấy hả? Kể cũng khá lắm đấy. Mày theo dõi nó từ bao giờ thế? Con bé này nhìn có vẻ là nhà giàu có. Mày đòi ba mẹ nó bao nhiêu tiền? Tao chỉ cần một con số đủ để con gái tao chữa bệnh thôi. Đồ ngu, mày đã có gan bắt cóc nó thì ít nhất cũng phải xin một con số thật lớn cho bỏ chứ. Không, tôi không muốn làm thế. Với lại đòi nhiều quá, họ cũng không có để trả đâu. Xem ra mày còn nhân đạo quá. Để tao giải quyết vụ này cho. Chỉ cần dọa con bé khóc để bố mẹ nó nghe thấy thì bao nhiêu tiền họ cũng chia ra hết. Đúng thế. Không,
không được làm thế. Chú ơi, con bé này dễ kinh quá. Chú ơi, vừa nãy mày làm thế nào mà nó lại chịu im lặng vậy? Đứng lại, đứng lại, bám chắc vào, chú sẽ đưa cháu về. Tao sẽ không để cho mày yên đâu. Cứu với, cứu với, có kẻ xấu đuổi theo tôi. Có chuyện gì thế? Mau gọi công an giúp tôi với, có kẻ xấu đuổi theo tôi. Chết rồi, đúng thôi. Chúng tôi đã tìm hiểu rõ sự tình rồi. Dù anh là người có lỗi trước, nhưng cũng chính anh đã đưa bé Bông trở về. Anh đã biết sửa chữa sai lầm, nên chúng tôi sẽ không truy cứu nữa. Cảm ơn anh chị nhiều lắm. Bé Bông có kể về con gái anh chị. Vợ chồng tôi sẽ giúp gia đình anh một khoản để chữa bệnh cho con anh. Anh chị đã không truy cứu là tôi đã cảm ơn lắm rồi. Sao còn dám nhận tiền của anh chị nữa? Anh đừng ngại, bé Mai cũng trạc tuổi bé Bông. Nhìn bé Mai, chúng tôi lại nhớ đến con gái của mình, nên chúng tôi thấy rất thương cháu. Hãy coi đây là khoản tiền chúng tôi giúp cháu để gia đình anh chị bớt khó khăn. Tôi thực sự rất biết ơn anh chị và bé Bông. Tôi hứa từ nay sẽ thay đổi để làm lại cuộc đời. Câu chuyện người võ sĩ. Trận đấu quyết định cho giải vô địch quyền Anh toàn quốc giữa hai võ sĩ Joe Louis và Daniel Thomas bắt đầu. Cố lên Joe! Cố lên Daniel! Cố lên Daniel! Cố lên Joe! Cố lên Daniel! Kết thúc đi Joe! 5, 4, 3, 2, 1. Chiến thắng rồi. Trận đấu kết thúc. Người vô địch là võ sĩ Joe Louis. Alo. Alo, Joe à. Tôi, Victor đây. Chúc mừng cậu đạt giải vô địch quyền Anh năm nay. Tôi đang xem mấy bài báo tung hô ông vua quyền Anh đây. Thành tích của cậu thật đáng ngưỡng mộ. Ồ, mọi người cứ nói quá. Tôi chỉ may mắn thôi, vẫn còn nhiều người giỏi hơn mà. Cậu khiêm tốn quá. Thật đáng tiếc tôi có chuyến công tác không đến cổ vũ cho cậu được. Để chúc mừng thắng lợi này, tối nay tôi mời cậu đi xem buổi ca nhạc của Carlos nhé. Thế thì tuyệt quá. Chà chà, đông người quá. Thế này bao giờ mới mua được vé đây? Chịu khó một chút là đến lượt ngay ý mà. Tôi có cách rồi. Cậu là Joe Louis, ông vua quyền Anh cơ mà. Việc gì phải xếp hàng như thế này? Chúng ta chen lên trước đi, mọi người sẽ phải ưu tiên. Chúng ta đến sau, hãy xếp hàng lần lượt đi. Sao lại thế chứ? Chương trình ca nhạc hôm nay thật tuyệt. Mỗi tội phải xếp hàng mua vé lâu quá. Đi xem người nổi tiếng thì thế cũng đáng mà. Cậu cũng là người nổi tiếng mà. Tôi chỉ là một võ sĩ bình thường thôi. Trời ơi, sao ngã ba mà đi ẩu thế? Đi với đứng, không chịu nhìn gì cả. Thật là... Xin lỗi, anh có sao không? Cậu đi đứng kiểu gì thế? Này này cái anh kia, anh mới là người đi đứng không cẩn thận. Chính anh là người đã va vào chúng tôi. Đã không xin lỗi, lại còn to tiếng trách cứ cái gì? Hai đứa nhãi ranh này, lại thích lên mặt à? Ông nói ai ranh con? Có biết đây là ai không? Thôi nào, mọi chuyện đều có cách giải quyết. Cậu vào xe trước đi, để tôi. Nhưng rõ là ông ta thật quá đáng. Tôi biết rồi. Nhất định phải cho ông ta một bài học đấy. Tôi biết rồi. Được rồi, chúng ta đi tiếp thôi. Rõ là ông ta có lỗi mà còn lên giọng với chúng ta. Sao cậu phải nín nhịn, nhún nhường như vậy? Cho thằng khốn đấy một quả đấm chứ. Nó không biết đang gây chuyện với một võ sĩ vô địch quyền Anh hay sao? Kìa Victor, chẳng phải cậu cũng đang nóng tính quá rồi sao? Nhưng mà... Khiêm tốn và hòa nhã mới là sức mạnh. Ngạo mạn chỉ là cái gốc của sự ngốc nghếch và bất tài mà thôi. Cậu...
Quả đấm của tôi chỉ dùng trên võ đài, chứ sao lại vung vào mặt người lái xe ấy? Đúng là tôi có nóng tính thật. Núi cao đến mấy thì chắc chắn vẫn còn núi khác cao hơn. Ai cũng có khuyết điểm, ưu điểm. Chỉ cần biết khiêm tốn và hòa nhã thì sẽ dần khắc phục được khuyết điểm của mình. Cậu nói phải. Giấc mộng đêm vũ hội. Ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một cô gái nhỏ tên là Rose. Rose từ nhỏ đã mồ côi cả cha lẫn mẹ. Cô bé được mẹ con một người quá phụ nhận nuôi và đối xử như kẻ hầu người hạ. Ấy thế nhưng, Rose càng lớn càng trở nên xinh đẹp, nhan sắc lại có phần vượt trội hơn cô chủ của mình. Nhanh lên, Rose! Nghe nói cô bé được nhà Lucifer nhận nuôi từ nhỏ, rồi coi như kẻ hầu người hạ, khổ cực vô cùng. Nhanh lên Rose, mày đang làm cái gì thế? Nếu mày cảm thấy thừa thải đồ ăn, vậy thì lát đừng có ăn tối nữa nha. Thật là tội nghiệp Rose, cô bé vốn nổi tiếng ngoan ngoãn, tốt bụng, lại còn khéo léo vô cùng. Những tấm vải cô bé dệt thật sự rất đẹp và tinh xảo. Vậy là mẹ sẽ bán con bé Rose đi sao? Cuộc sống thì đang ngày càng khó khăn. Có người trả cho ta một số tiền lớn như vậy, ngu gì mà không bán con bé Rose vô tích sự ấy đi. Nhưng cứ từ từ đã, sắp tới ở Kinh Thành sẽ tổ chức vũ hội. Nghe nói hoàng tử muốn qua đó chọn vợ cho mình. Đến lúc đó, con phải sắm sửa để đi vũ hội. Việc chuẩn bị có lẽ sẽ rất bận rộn, và Rose sẽ phải làm hết tất cả những việc đó trước khi bị đá đít ra khỏi nhà này. Tại sao họ lại có thể đem bán mình như một món đồ chứ? Mình đã tận tụy với hai mẹ con họ bao nhiêu năm nay. Tại sao họ lại đối xử với mình như vậy? Mình phải làm gì để thoát khỏi chuyện này? Nếu giờ bỏ trốn, mình cũng chẳng biết đi đâu, mà cũng không biết lấy gì mà sống. Cung điện, vũ hội, hoàng tử. Nhìn xem, Rose của mẹ xinh đẹp như một nàng công chúa trong câu chuyện cổ tích vậy. Là nàng công chúa xinh đẹp luôn được hoàng tử cứu giúp lúc gian nan và lấy nàng làm vợ phải không mẹ? Ôi con gái của tôi. Phải rồi, cung điện, vũ hội, hoàng tử, chỉ có cách đó mới mong giúp mình thoát khỏi cảnh khốn cùng này. Bằng mọi cách, mình sẽ đến vũ hội và sánh đôi cùng với hoàng tử. Đến lúc đó, mình sẽ cho mẹ con và họ một bài học. Kể từ hôm đó, Rose vừa làm việc ngày đêm phục vụ mẹ con người quá phụ, vừa lén dệt thêm vải với hy vọng có thể giúp cô sắm sửa đồ đạc đi vũ hội. Ông chủ, với số vải này, tôi có thể mua được bộ váy đẹp nhất của tiệm không? Bộ váy đẹp nhất của tiệm sao? Sao cô lại nghĩ số vải của cô đáng giá như vậy? Vải này tự tôi kỳ công dệt nên. Nó đẹp hơn tất thảy những sấp vải ngoài chợ. Tôi tin rằng nó xứng đáng với mức giá đó. Vả lại, tôi đang rất cần tiền. Đúng là vải của cô rất đẹp. Nhưng với ngần này mà muốn đổi lấy bộ đẹp nhất, thì ta e rằng... Vậy thì thế này được không ông chủ? Ta rất thích sắp vải đó. Ta sẽ mua lại nó với giá cao. Vì thế ông hãy lấy cho cô gái này bộ váy đẹp nhất cửa tiệm đi. Cảm tạ ngài đã giúp ta. Ân huệ này mai kia nhất định ta sẽ báo đáp. Được lắm. Nhưng cô định báo đáp ta thế nào đây? Người biết vũ hội chọn vợ của hoàng tử chứ. Ta nhất định phải trở nên xinh đẹp nhất để lọt vào mắt xanh của hoàng tử. Đến khi đó, ta sẽ trả ơn ngài và trừng trị những người đã đối xử tệ bạc với ta. Tại sao cô lại đặt cược số phận của mình vào sự lựa chọn của hoàng tử? Cô thật quá mơ mộng và ngốc nghếch rồi. Ta không sinh ra là một người có tiền bạc, gia thế như ngài. Ta chỉ có thể trông mong vào cơ hội này để đổi đời thôi. Xin lỗi, ta phải trở về nhà trước khi hai mẹ con nhà họ phát hiện ra. Hẹn gặp lại ngài sau. Cầu mong may mắn sẽ mỉm cười với cô.
Rose. Dù cho mày chỉ là một con bé nghèo khổ, thì đêm nay hãy sống như một công chúa. Ôi wow, trong bộ váy cô ấy mặc kìa, mới lộng lẫy và kêu xa làm sao. Đêm hôm ấy, Rose đã lấy hết sự can đảm và tự tin để bước đến vũ hội. Nhưng thật không may, khi Rose lại chưa thể gặp được hoàng tử vào đêm vũ hội đầu tiên ấy. Rose quyết định sẽ quay lại vào đêm vũ hội thứ hai. Cô cho rằng bộ váy của mình không đủ lộng lẫy và tỏa sáng để thu hút ánh nhìn của hoàng tử. Chính vì vậy, cô đã quyết định ký vào giấy nợ để có bộ váy lộng lẫy hơn nữa, cùng bộ trang sức đắt tiền. Rose muốn mình phải là cô gái nổi bật nhất đêm vũ hội. Bộ váy lộng lẫy hơn và trang sức đắt tiền hơn ư? Rose ơi là Rose, nếu cuối cùng cô vẫn không phải là người hoàng tử chọn làm vợ, thì liệu cô sẽ làm gì để trả được món nợ lớn này đây? Và có lẽ chính Rose cũng biết lần này cô không thể thất bại nữa, vì đó thật sự là một khoản nợ lớn mà cô không thể trả được. Nhìn bộ váy cô ấy mặc kìa, một chiếc váy được thiết kế thật độc đáo. Nhìn những trang sức cô ấy đang đeo nữa, tôi chưa từng thấy nàng công chúa nào xinh đẹp đến như thế. Và rồi điều kỳ diệu đã đến. Cuối cùng thì hoàng tử cũng đã chú ý đến nhan sắc và sự lộng lẫy của Rose. Quả thực, trông Rose hoàn toàn khác biệt với tất cả những cô gái khác. Xin chào cô gái xinh đẹp, nàng có muốn nhảy với ta một điệu không? Ta chưa bao giờ gặp cô gái nào xinh đẹp và thú vị như nàng. Chẳng hay nàng là con gái của quý tộc nào, nàng từ đâu đến đây? Nếu ta chỉ là một cô gái bình thường, thậm chí là địa vị thấp hèn, liệu chàng còn muốn khiêu vũ cùng ta không? Nàng đang nói một điều thật phi lý. Nàng đâu giống một cô gái bình thường, địa vị thấp hèn đâu. Rose! Dạ, đấy mẹ xem, con nói là rất giống con bé Rose mà. Ta làm sao mà ngờ được một đứa giúp việc nhà mình lại dám tham gia vũ hội chứ? Hả? Gì chứ? Người giúp việc ư? Thật không thể tin được. Vị thương gia kia nói đúng. Tại sao mình lại hy vọng một cuộc hôn nhân có thể thay đổi vận của mình? Sao lại mong cầu hoàng tử sẽ cứu rỗi cuộc đời mình cơ chứ? Không thể kết hôn với hoàng tử, đã vậy còn bị mẹ con nhà họ phát hiện nữa, rồi lại mang một khoản nợ lớn. Giờ thì mình phải làm gì đây? Bình tĩnh đứng dậy đi cô gái. Cuộc sống của cô không thể trông chờ vào ai ngoài chính bản thân của cô đâu. Chẳng phải cô từng rất tự tin về những tấm vải mình dệt hay sao? Cô hãy bắt đầu từ chính những điều cô có thể làm tốt nhất. Dệt vải? Đúng rồi, chỉ cần ta chăm chỉ dệt vải mỗi ngày, ta có thể nuôi sống chính mình. Nhưng giờ ta không thể trở về nhà Lucifer, lại mang một khoản nợ lớn. Chuyện dệt vải đơn giản kia e rằng cũng không thể làm được. Ta sẽ giúp cô trả món nợ. Cô hãy vào làm việc cho thương đoàn của ta. Ta chỉ có thể giúp cô đến đó thôi. Còn sau đó thì cô hãy tự cứu lấy mình đi. Cảm tạ ngài. Không hiểu sao ta lại may mắn được ngài nhiều lần cứu giúp như vậy. Nhưng ân huệ này ta nhất định sẽ báo đáp. Cái gì? Con bé râu nó dám bỏ đi rồi ư? Không, mất cả khoản tiền lớn của ta rồi. Từ đó, Rose theo thương đoàn buôn vải đến nhiều vùng đất mới. Với tài năng và sự tự lập của mình, cuộc đời Rose bước sang một trang mới tươi sáng hơn. Âm mưu của người giúp việc. Chào chị, tôi đến để xin việc ạ. Chúng tôi đủ người rồi. Chào chị, tôi đến để xin việc ạ. Chúng tôi đủ người rồi. Em không ngờ công việc tại thành phố lại khó tìm đến như vậy. Chị có người quen đang tìm giúp việc, chị giới thiệu em cho bà ấy nha. Em với chị cùng quê nên chắc bà ấy cũng tin tưởng á. Cháu cứ ở lại và coi đây mà thấy cũng mệt thay cho đấy. Dạ, cháu lau nốt cái nhà xong rồi đi chợ luôn đấy ạ. Cái con bé này lúc nào cũng tham công tiếc việc. Thật may mắn cho anh chàng ở quê nếu lấy được cháu. Sanchuk sắp lên đây tìm việc bà ơi. Ở quê vừa có dịch bệnh, nông trại phá sản,
có khó khăn gì bà sẽ giúp cho. Cháu thật may mắn vì được bà cô mang giữa thành phố này. Sao bỗng dưng lại nói những lời đó chứ? Chị đến thăm bà Alice đây. À, chị Wendy ngồi chơi với bà nha. Em đi chợ đây ạ. Quen được cháu là may mắn cho bà và Neva. Ngày đó cháu không giúp kịp thời thì bây giờ bà đã thành bà lão mù loà rồi đấy. Cháu sợ vụn thủy tinh làm giác mạc của bà bị ảnh hưởng. Bà vừa quên qua khám định kỳ nên cháu phải đến xem sao đấy ạ. Ngân hàng gọi qua mở kỳ mới cho sổ tiết kiệm. Thế rồi bà quên luôn qua chỗ cháu. Lần sau bà để cháu đưa đi nha. Số tiền lớn, mắt bà thì kém, lỡ nhầm lẫn thì rắc rối lắm mà. Mình vẫn cùng bà qua đó, nhưng không biết có nhiều tiền đến vậy. Bà ơi, Sanchez tới rồi ạ. Dạ, cháu chào bà ạ. Bà đã giữ cho cháu vị trí bảo vệ ngân hàng. Ngày xưa bà làm ở đó nên dễ nhờ vả họ. Cố gắng dành dụm làm đám cưới. Bà mong trong nhà có tiếng khóc của trẻ con lắm rồi đó. Chúng cháu cảm ơn bà. Sau này mình sẽ cho chung một khoản làm vốn liếng. Anh cứ nghĩ bà chủ của em phải lẩm cẩm rồi cơ đấy. Đúng là người giàu hay ném tiền qua cửa sổ, không bận rộn, ốm yếu mà thuê giúp việc. Anh đừng nói như vậy. Bà từng gặp một tai nạn nên mắt bị tổn thương, việc nhìn có chút khó khăn đó. Con gái ở nước ngoài chắc chắn bà ta có rất nhiều của cải. Anh đừng quen tật trộm đồ. Bà mà biết anh cá độ rồi trốn nợ lên đây thì... Nhọc quá, thì anh lại về quê đấy. Em có thai rồi, nếu lại phải xa nhau thì bao giờ mình mới cưới? Vậy nên hãy nghe anh, không có tiền làm sao lo cho em và con được. Quyển sổ đó sẽ giúp chúng ta đổi đời. Có được nó, mọi thứ đều được giải quyết. Khi ấy anh hết nợ nần, em cũng không phải đi hầu hạ người ta nữa. Cuốn sổ với bà Alice không đáng gì, nhưng đó là gia tài mà mình không bao giờ có được. Còn đứa bé này, mình cũng muốn cho nó một tương lai tốt. Không, mình không thể làm như thế được. Không có tiền làm sao lo cho em và con được. Tương lai của mình chỉ trông chờ vào quyển sổ này thôi. Bà về rồi. Làm sao đây? Hả? Cháu không có ở trong này ư? Cháu tắm nên không thấy bà gọi ạ. Cháu pha cho bà tách trà nha. Dạ. Em làm cái gì lâu thế? Đồ đâu? Nhưng mà em sợ. Em phải vì con chúng ta chứ. Em có muốn làm vợ anh không? À, cô Neva đó. Bà Alice cần tiền để đi khám bệnh. Bà nhờ tôi đến đây rút hộ. Tôi có giấy ủy quyền và con dấu bảo mật đây ạ. Bà đi đâu cũng có cô, nên chắc chắn cô là người vô cùng tin tưởng. Cô cần rút bao nhiêu? Tôi muốn rút hết tiền trong tài khoản. Cái gì? Khám bệnh mà cần nhiều như vậy hả? Nhưng với bà Alice cũng không quá lớn. Nếu gọi kiểm chứng mà bà đang bệnh thì không được hay cho lắm. Đây, cô cho tôi gửi lời hỏi thăm bà nha. Dạ, cảm ơn cô. Nè, anh mang đi trả nợ đi. Còn bao nhiêu thì để dành nuôi con nha. Anh sẽ lên đón em ngay. Lúc đó chúng ta sẽ trốn đi thật xa, không ai tìm được cả. Bà tìm gì thế ạ? Dạo này bà lẩm cẩm quá, không biết sổ tiết kiệm để ở đâu rồi. Hay là mình xem lại camera trong phòng đi bà. Chuột cắn dây camera từ bao giờ rồi ấy. Nhà cửa gọn gàng, không hiểu chúng từ đâu ra nữa. Cháu đưa bà đến ngân hàng, không thì nguy to bà ạ.
hay là cứ tìm thêm đi. Nó chỉ quanh quẩn ở trong nhà chứ mất đi đâu được à. Đằng nào chị cũng có việc qua đó mà, chị đưa bà đi luôn. Ai làm thì người đó chịu. Cháu không thể bỏ qua cho cô ta được. Neva, cô ra đây. Không được, đó là thuốc ngủ. Cô dám đầu độc bà để thoát tội à? Bà ơi, bà, cháu chỉ sợ bà không tỉnh dậy được nữa. Neva đâu rồi? Bà ơi, cháu thật sự không có ý hại bà đâu. Bà đã già rồi mà cô còn rắp tâm cho bà uống thuốc ngủ à? Cháu chỉ muốn con sinh ra có đủ cha và mẹ. Cháu sẽ gặp cảnh sát để thú tội. Cháu có thai rồi sao? Cháu ngu muội nên phải trả giá. Thật tình là cháu không có ý hại bà. Cháu định uống cốc nước đó để kết liễu cuộc đời. Nhưng đúng lúc đó thì bà về. Cô nghĩ nếu người nằm trên giường đây là cô và đứa trẻ chưa thành hình, chúng tôi sẽ vui lắm sao? Ai cũng có lúc sai lầm, chỉ cần cháu biết sai và sửa chữa. Cháu là đứa nhẹ dạ, bị tình yêu làm mê mờ. Bà tin sau phút dại khờ đó, cháu vẫn là một cô gái tốt bụng. Cô sống tốt và giữ thai cho khỏe, đó mới là lời xin lỗi có ý nghĩa nhất. Không biết kiếp trước cháu đã làm được gì mà kiếp này lại gặp được bà và chị. Cháu xin lỗi, cháu xin được chăm sóc bà suốt đời, chuộc lại lỗi lầm và cảm tạ lòng nhân hậu của bà. Quẳng tù tì. Nghỉ chút đi, anh mệt quá. Anh khát quá, ngay đằng kia có một con suối. Chú đi lấy một chút nước về đây nhé. Anh không thể đi nổi nữa rồi. Vâng, anh cứ ngồi đi. Em chạy ù đi lấy rồi về ngay. Có người em như thế này thích thật. Mình chả phải làm gì mà lúc nào cũng có kẻ hầu người hạ. Đằng kia có nấm rơm, nhiều quá. Tối nay sẽ có một bữa ngon đây. Anh ơi! Ở đây là đâu thế này? Chúng ta vẫn còn sống sao? Anh, để em ở lại, anh phải sống. Ta quyết định thế này, để cho đơn giản. Các ngươi hãy chơi ẩn tù tì với nhau. Ai thua, người đó phải chết. Ẩn tù tì? Ai thua sẽ phải chết ư? Chú còn nhớ không? Chúng ta đã có lời hẹn vui cùng hưởng, nạn cùng chịu. Ngày hôm nay, chúng ta không thể người chết kẻ sống được. Anh nghĩ rồi. Vậy khi chơi ẩn tù tì, chúng ta hãy cùng ra cái búa. Như vậy, chúng ta sẽ cùng chung sống hoặc cùng chung chết. Được, chúng ta sẽ làm như vậy.
cuộc sống của mình cũng chẳng có điều gì tốt đẹp. Không người thân thích, anh ấy còn mẹ già. Thôi thì mình sẽ từ bỏ để anh ấy được sống. Theo giao ước thì anh ấy ắt sẽ ra cái búa. Vậy thì mình sẽ ra cái kéo để anh ấy thắng. 1, 2, 3. Chúng ta đã giao ước là cùng nhau ra chiếc búa cơ mà. Tại sao anh lại ra chiếc lá? Ta hiểu rồi. Hai người đã giao ước cùng nhau ra cái búa. Vậy mà người anh đã phản bội ra chiếc lá để giành phần thắng, để được sống. Thế nhưng người em lại là một người tốt muốn hy sinh bản thân để dành cơ hội sống cho người anh của mình, nên đã ra cái kéo. Thật không ngờ chính sự hy sinh đó đã cứu sống người. Đó là sự thật sao? Trời ơi, ta đã tự hại chết mình rồi. Xin ngài, ngài hãy tha cho anh ấy đi. Lòng dạ con người không thể đoán được. Hắn ta không xứng đáng để có được một người em tốt như ngươi. Người tốt sẽ được đền đáp được sống, còn kẻ nham hiểm sẽ phải chịu tội. Ngươi hãy trở về nhân gian và sống một cuộc đời hạnh phúc. Không! Điều gì nuôi dưỡng sự lười biếng? Cắt đi! Cắt nhanh đi! Dạy nữa ra đi nào! Mình có nghe nhầm không? Giấc mơ kỳ lạ quá! Bảo! Ngày làm việc đầu tiên mà con ăn mặc kiểu gì thế hả? Ba ơi! Mấy bộ đồ công sở gò bó lắm! Mà nói thật là con không hợp với việc văn phòng đâu! Hay là... Có hay ho gì hết! Còn lêu lỏng mãi rồi! Phải học lao động kiếm tiền đi chứ! Mau thay bộ khác ngay! Khi không lại phải đi làm! Ê! Ở đây! Nè! Sao hôm nay ông ăn mặc bất thường vậy? Tự nhiên ba tôi bắt đi học việc ở công ty, toàn số má đau hết cả đầu! Ai chà! Thế thì chẳng mấy chốc Bảo nhà mình lại thành nhân viên gương mẫu! Thôi đi! Tôi đang cần phương án giải quyết, chứ không cần nghe ông xỏ xiên rõ chưa? Ê! Dễ thôi mà! Chỉ cần ông làm hỏng việc gì đó mà gây ảnh hưởng lớn một chút thì ai còn dám bảo ông làm nữa chứ! Nhưng làm thế nhỏ công ty bị làm sao thì... Cả tập đoàn lớn như thế bị làm sao mà được? Cùng lắm thì kiếm ít tiền đi vài tháng, nhưng bù lại ông sẽ được tự do. Nhỡ ba tôi bực quá các viện trợ thì sao? Trời ơi, nhà có mỗi mình ông, tài sản không để cho ông thì để cho ai? Có giận quá thì cắt một thời gian, chứ chẳng lẽ để ông chết đói hả? Ông nói phải, cứ làm thế đi. Thôi bây giờ mình đi nhậu, tôi đãi. À nè, có chỗ này tôi mới phát hiện, đã lắm. Lại là chú à, đây, gọi là chia sẻ cho người số phận không may mắn. Cảm ơn cậu. Lô nguyên liệu mới nhập, tôi thấy rất ổn, anh triển khai sản xuất đi nha. Thưa cậu, theo bản báo cáo chất lượng thì hình như có chút vấn đề. Hey, làm gì có vấn đề, sai số đều trong giới hạn cho phép, anh cứ cho sản xuất đi. Có cần xin ý kiến tổng giám đốc không ạ? Ba của tôi đang công tác nước ngoài, việc cỏn con cũng chờ ý kiến, rồi sản xuất đình trệ, anh tính sao đây? Tôi rõ rồi, tôi sẽ triển khai ngay ạ. Thưa tổng giám đốc, các bên đối tác lại tiếp tục trả hàng về vì lý do không đảm bảo chất lượng ạ. Thưa tổng giám đốc, báo chí đang đưa tin chúng ta bị tẩy chay vì cung cấp hàng kém chất lượng ạ. Ba gọi con ạ. Con có biết con gây ra hậu quả như thế nào không? Uy tín của công ty bị hạ thấp chỉ vì con đấy. Con thấy có nhiều báo cáo chất lượng tương tự mà có sao đâu. Con còn cãi hả? Không rành công việc mà dám tự ý sản xuất. Con đã nói con không hợp với công việc này, tại ba cứ bắt con làm kìa. Con làm ba thất vọng quá đi. Thế nào, kế hoạch thành công chứ? Thành công rồi, nhưng xem ra thiệt hại lớn hơn tôi nghĩ. Không sao đâu, ba của ông bươn trải bao nhiêu năm rồi, việc gì chẳng giải quyết được chứ. Lại dài quá rồi, mau cắt đi. Là cái gì thế này? Bị phát hiện rồi, chạy mau. Các ngươi là giống gì vậy? Ngươi không cần biết, mau đi đi. Không chịu nói thì ta sẽ nhốt lại, bỏ đói đấy, biết chưa? Xin tha cho chúng tôi có làm gì đâu. Thế thì khai mau, các ngươi lén lút định giở trò gì? Chúng tôi không làm hại ai cả, chúng tôi chỉ cắt rễ cây lười biếng mọc ra từ người cậu thôi. Gì chứ? Ta mọc rễ cây
ở đâu chứ? Cậu không nhìn thấy đâu, chỉ yêu tinh chúng tôi mới thấy được thôi. Chúng tôi là yêu tinh chuyên thu thập rễ cây lười biếng của con người. Chúng được dùng làm vật liệu xây dựng, vì chúng rất kiên cố, người nào càng lười thì rễ cây càng to. Ý các ngươi là ta rất lười chứ gì? Đúng là như thế ạ. Lười biếng thì đã sao? Như thế chứng tỏ ta rất nhàn hạ sung sướng. Các ngươi thích lấy đến bao giờ thì lấy. Không đâu, không một ai có thể sinh ra thứ rễ đó mãi mãi. Đến một thời điểm, nó sẽ hủy hoại chính người đó. Cái gì? Ta sẽ bị hủy hoại sao? Đúng vậy, rễ cây đó lấy chất dinh dưỡng từ mồ hôi, nước mắt của những người thân của anh. Họ hy sinh để cho anh được lười biếng, nhưng sẽ đến lúc điều đó không còn nữa. Thì đã sao chứ? Nhà ta rất giàu có, đủ để ta ăn tiêu đến mấy đời kìa. Anh có nhận ra người ăn xin anh vẫn hay cho tiền không? Ông ấy cũng từng giống như anh, là người chúng tôi theo để thu hoạch rễ cây đó. Ông ta chỉ biết ăn tiêu hưởng thụ mà không chịu làm việc. Cuối cùng ba mẹ Lâm bệnh nặng và ông ta đã trắng tay. Các người nói thật sao? Nhưng sao lại cho ta biết? Điều này đâu có lợi gì cho các ngươi đâu chứ. Chúng tôi không sợ. Có rất nhiều người giống như anh và đều không thể vượt qua cám dỗ, phó mặc cho rễ cây sinh sôi. Phải đó, chúng tôi có cảnh báo thì anh cũng chẳng thay đổi được đâu. Cứu tôi với! Cứu tôi với! Rễ cây lười biếng lấy chất dinh dưỡng từ chính mồ hôi và nước mắt của người thân của anh. Ba, sao khuya thế rồi, con còn chưa ngủ? Ba, con xin lỗi. Con chỉ biết hưởng thụ trên sự vất vả của ba. Con vô tâm quá. Hôm nay con sao thế? Con lại hết tiền rồi hả? Không ba, con thật sự sai rồi. Xin ba hãy cho con cơ hội làm lại. Con sẽ không làm ba thất vọng nữa đâu. Con nói thật chứ? Thật mà ba. Ba chờ câu nói này của con lâu lắm rồi. Ba. Cơ hội cuối cùng. Hẹn mình đến đây mà giờ vẫn chưa thấy mặt nữa chứ. Ôi, chuyện gì thế? Alex, là anh đấy hả? Jenny, anh có chuyện muốn nói. Alex, xin anh đừng nói gì cả. Em đã nói với anh rất nhiều lần rồi. Em muốn chúng ta chỉ là bạn. Anh còn muốn em nói bao nhiêu lần nữa thì anh mới hiểu ra vấn đề này. Jenny, đợi anh. Chờ anh một chút đã. Mọi người đã cập nhật tin hot ngày hôm qua chưa? Có một vụ cầu hôn vô cùng lãng mạn ở quảng trường. Cậu đi lấy tin mà chỉ nhặt được tin cũ rích của ngày hôm qua à? Mấy vụ như thế báo mình không đưa tin đâu. Nhưng đặc biệt ở chỗ là nhân vật chính là một trong những người phụ nữ xinh đẹp ở đây. Ai vậy? Honey của em. Anh ăn đi. Cái gì thế này? Chuyện quái gì đang xảy ra ở nhà tôi? Giờ này đáng lẽ anh phải ở cơ quan chứ. Em bảo đi công tác 2 tuần cơ mà. Đáng lẽ chị nên trở về đúng thời điểm, để không phải nhìn thấy cảnh này. Cô. Sao nào, anh ấy không còn yêu chị nữa. Đừng có níu kéo. Đi ra khỏi nhà tôi ngay. Cậu lại từ chối Alex đó hả? Một người chăm sóc và chu đáo với cậu như thế, không ngày nào không chờ đợi cậu, lo lắng và chăm sóc cho cậu từ những việc nhỏ nhặt nhất, dành trọn cả tấm lòng cho cậu. Cậu không cảm động ư? Cảm xúc của mình không còn quan trọng nữa. Cái chính là niềm tin của mình đã bị đổ vỡ. Như ly nước đã vỡ thì không bao giờ lành lại được cả. Từng mảnh vỡ vẫn cứa vào tim mình. Đau lắm. Mình sợ lại tiếp tục đi vào vết xe đổ. Thôi nào, đây là lần cầu hôn thứ mấy của Alex rồi nhỉ? Hơn chục lần chưa? Thôi, không đùa nữa. Anh ấy đã bị mình từ chối rất nhiều lần rồi. Chắc sẽ bỏ cuộc thôi. Làm việc đi. Hai cô đứng đó làm gì? Mau vào phòng họp gấp. Đang có tin về Bảo Thuyết ở các bàn phía Bắc đây. Jenny! Bảo Thuyết lớn quá. Quay lại căn cứ. Ngày mai sẽ tiến hành tiếp. Cái gì? Sao các anh lại bỏ về trong khi còn chưa tìm được người?
Cô ấy làm sao có thể chịu được thời tiết này qua đêm? Cô ấy là một phóng viên giỏi, cô ấy đã mạo hiểm đi đưa tin, mà tại sao các người lại bỏ mặc như thế? Trời gần tối rồi, anh cũng thấy đó, chúng tôi đã cố gắng hết sức, không thể nào mạo hiểm được. Vậy thì tôi sẽ đi tìm tiếp. Anh thật là liều lĩnh. Quay lại ngay. Jenny, em đang ở đâu? Jenny, Jenny, em phải không? Jenny, em cố chịu nhé. Lạnh, lạnh quá, quá. Cố lên em, đừng ngủ nhé. Jenny, nếu em đồng ý thì đây là lần cuối cùng anh cầu hôn em nhé. Em có đồng ý là vợ của anh không? Nếu chúng ta có cơ hội sống sót, anh hứa đây sẽ là lần cuối cùng anh làm phiền em. Vậy nên em phấn chấn lên để còn từ chối anh nhé. Jenny, không được ngủ nhé. Alex, Alex, cậu tỉnh rồi đấy à? Cậu có biết mình đã làm bao nhiêu người lo lắng không? Cậu đã ngất đi mấy ngày rồi đấy. Alex đâu? Mình đã gặp anh ấy hay mình nằm mơ? Alex, anh ấy đã ôm cậu giữa cơn bão tuyết cả giờ đồng hồ. Rất may đội cứu hộ đã quyết định cố gắng thêm để tìm được hai cậu đó. Thế hóa ra mình không nằm mơ. Anh ấy đã cầu hôn mình lần cuối cùng. Mình không còn cơ hội để nhận lời rồi, phải không? Là lần cầu hôn cuối cùng mất rồi. Đúng, lần cuối cùng. Và hôm nay là hạn cuối. Em đưa ra câu trả lời đi. Jenny, dù xứ sở nơi con tim em có tuyết rơi dày bao nhiêu, dù có bão lớn đến bao nhiêu, thì cả đời này anh nguyện là người thợ dọn tuyết cần mẫn, từng chút một, dọn hết tuyết rơi nơi đó, để nơi đó về sau chỉ tràn ngập nắng ấm. Chuyện của loài hoa bằng lăng. Ngày xưa, trên thiên đình, Ngọc Hoàng có 12 cô công chúa xinh đẹp, mỗi người một vẻ, rất được Ngọc Hoàng thương mến, luôn dành những gì tốt đẹp nhất cho các con của mình. Các cô con gái của ta, xem kìa, suốt ngày chúng ở trong vườn thưởng uyển, thưởng hoa đến mức quên cả bái kiến ta. Phụ hoàng giá đáo, thưa phụ hoàng, các loài hoa trong vườn thưởng uyển quả là rực rỡ, khiến chúng con không thể rời đi cha ạ. Cha ơi, con thấy hoa li li kiêu sa và thơm ngát vô cùng, còn con thì thấy hoa phong lan mới thật say đắm lòng người. Đúng là vô cùng đẹp mắt, và độ này dưới trần gian cũng là lúc trăm hoa đua nở. Các con của ta đều có tâm hồn yêu hoa, chi bằng bây giờ sẽ ban cho mỗi con làm nữ hoàng một loài hoa dưới trần. Con muốn làm nữ hoàng hoa hồng, còn con muốn làm nữ hoàng hoa li li, thưa phụ hoàng. Các nàng công chúa vô cùng hạnh phúc khi được Ngọc Hoàng ban cho đặc ân là làm nữ hoàng các loài hoa dưới trần. Cả 11 nàng công chúa đều háo hức chọn cho mình một loài hoa. Duy chỉ có cô Út là phân vân mãi, không chọn được loài hoa nào. Con gái Út bé bỏng của ta, con vẫn chưa nghĩ ra loài hoa yêu thích của mình sao? Thưa phụ hoàng, con vốn rất thích màu tím dịu nhẹ, màu của sự ngây thơ, và lại có chút mong manh. Nhưng con chưa nghĩ được tới loài hoa nào mang màu tím như vậy. Violet thì lại quá đậm đà, sâu nặng. Tử đinh hương thì lại trông có vẻ cứng cỏi quá. Công chúa Út của ta lại thích màu tím dịu nhẹ, ngây thơ. Đúng là màu đó rất hợp với con. À, đúng rồi, có một loài hoa rất hợp với con. Đó chính là loài hoa bằng lăng. Vậy là Ngọc Hoàng đã chọn cho công chúa Út bé bỏng của người trở thành nữ hoàng loài hoa bằng lăng với màu tím dịu nhẹ và mong manh. Các nàng công chúa giờ đã là nữ hoàng của những loài hoa dưới trần gian. Họ vô cùng háo hức cùng nhau xuống du ngoạn trên dân gian một chuyến để ban thêm sắc hương cho loài hoa. Thôi chết, sắp mưa lớn rồi. Nếu mưa lớn, những cánh hoa mỏng manh kia làm sao mà chịu được? Mưa bão cũng qua rồi, giờ ta sẽ gỡ những thanh chắn kia đi, cho hoa được tắm nắng và đón gió nha. Ở vùng hẻo lánh này vẫn còn một cây bằng lăng nữa, ta ghé thăm nốt cây này rồi lại trở về thiên đình nào.
từ trước tới nay ta chưa thấy ai lại trân trọng cây hoa đến như vậy. Biết được tấm lòng của chàng thư sinh, công chúa Út thấy lòng lưu luyến đã ở lại chỗ cây bằng lăng ấy để hàng ngày cùng được chàng thư sinh đọc sách bình thơ. Dần dần, công chúa Út đem lòng say mê tại thơ văn của chàng thư sinh đến mức quên cả việc trở về thiên đình. Còn ở trần gian, dần cũng đã đến ngày chàng thư sinh phải lên đường đến kinh thành dự thi. Thế nhưng chàng cũng không lý giải được sự quyến luyến của mình khi phải rời đi. Cảm ơn cây đã bầu bạn và cùng ta dùi mày kinh sử thời gian qua. Ngày mai cũng đã đến ngày ta phải lên kinh thành dự thi rồi. Thế nhưng sao trong lòng ta lúc này lại rối bời không nỡ rời đi? Ta phải làm sao đây? Nếu chàng trở thành quan lớn, liệu có trở về bên gốc cây nhỏ bé này cùng ta nữa hay không? Nàng là ai? Lo sợ chàng thư sinh sẽ quên đi khoảng trời nhỏ bé này, nàng công chúa Út hôm đó đã xuất hiện, thổ lộ tấm lòng của mình. Hiểu được tấm lòng của nàng công chúa, chàng thư sinh như bừng tỉnh mà hiểu được rằng sự quyến luyến của mình với loài hoa cánh tím mong manh kia thực chất chính là nụ cười ngọt ngào của nàng công chúa đang đứng trước mặt chàng. Và họ đã cùng nhau thề hẹn sẽ sớm hội ngộ để được nên duyên vợ chồng. Khi tình yêu của cả hai chớm nở, cũng là lúc Ngọc Hoàng mãi không thấy công chúa Út trở về, đã nóng lòng sai thị vệ đi tìm nàng về. Đã tìm suốt 3 ngày 3 đêm mà vẫn không thấy bóng dáng công chúa Út đâu hả? Khởi bẩm công chúa, ra là nàng ở đây. Ngọc Hoàng rất lo cho nàng nên sai ta đi tìm nàng về, xin mời nàng theo ta. Ta chưa về được, ngươi về trước đi. Chưa về được ư? Xin công chúa đừng làm khó thần. Ta bảo rồi, ngươi cứ về trước đi. Thần không thể trở về một mình được, xin công chúa hãy cùng thần trở về. Nếu không, thần buộc phải áp giải công chúa về. Cái gì? Ngươi định áp giải ta về ư? Thả ta ra, thả ta ra. Con gái nhỏ của ta, có chuyện gì mà khiến con chậm trễ về thiên đình vậy? Muôn tâu phụ vương, con muốn xin phụ vương một điều. Có điều gì khiến con ngập ngừng vậy? Nói đi con gái của ta. Con muốn xin phụ vương xe duyên chúc phúc cho con. Hả? Xe duyên chúc phúc? Vâng, thưa phụ vương, xin phụ vương cho con xuống dưới trần gian được xe duyên kết tóc cùng chàng thư sinh dưới đó. Con nói sao? Xuống trần gian ư? Không thể được. Hóa ra con không chịu về thiên đình là vì một người trần gian ư? Con thật dại dột. Còn lại còn muốn ta ban phúc cho con nữa ư? Không, không bao giờ. Con xin người mà, con thật lòng yêu thương chàng thư sinh đó. Người đâu, mau nhốt công chúa Út lại cho ta. Con đường đường là công chúa trên thiên đình, ấy thế mà lại muốn kết tóc xe duyên với một kẻ phàm trần ư? Không bao giờ ta cho phép. Từ giờ con tuyệt đối sẽ không được xuống trần gian nữa. Nàng công chúa Út từ đó u buồn, suy tư, nhớ nhung. Bao nhiêu người trên thiên đình đến hỏi xin cưới nhưng nàng đều từ chối. Còn dưới trần gian, chàng thư sinh trên đường đi dự thi, nhưng lòng khắc khoải, chợt hiểu rằng nếu có được vinh hoa phú quý cũng chẳng bằng những ngày tháng được ở bên công chúa Út. Vì tấm tình si đó mà chàng vội vã quay về. Thế nhưng nàng tiên Út không còn ở đấy, và sắc hoa kia thì vì nỗi lòng u buồn của công chúa mà càng nhạt phai hơn. Chàng thư sinh từ đó thẫn thờ bên cây hoa phai màu mà thương nhớ bóng hình cũ. Kể từ đó, nhân gian gọi hoa bằng lăng là loài thơ ngây, tượng trưng cho mối tình đầu ngây ngô của tuổi học trò với những rung động trong veo nhưng đầy dang dở. Mồi câu. Mùa đông lạnh lẽo cuối cùng cũng qua rồi. Mùa xuân ấm áp đã về rồi, về thật rồi. Thích quá, giờ thì không phải co ro trong nhà vì lạnh nữa rồi.
À, anh mèo, anh ấy làm gì thế nhỉ? Anh mèo ơi, anh đang làm gì thế? Thỏ con đấy à, anh đang nướng cá. Mùa xuân vừa đến, dòng suối tan băng, anh mới có thể bắt được những con cá này đấy. Cha, thơm thật đấy anh mèo ơi. Em muốn tự đi bắt cá thử xem sao. Em cũng muốn tự tay nướng một con cá thật ngon như anh. Vậy em thử đi, rồi chúng ta sẽ cùng nhau tổ chức một bữa cá nướng ngon tuyệt. Chào mừng mùa xuân đến. Vâng, anh hãy đợi em nhé. Cá mùa đông chỉ toàn ăn cà rốt, mình cũng chán rồi. Thử đổi món xem sao. Hôm nay mình sẽ bắt những chú cá thật to. Xem nào, đầu tiên mình phải làm một chiếc cần câu. Còn thiếu gì nữa nhỉ? À, phải rồi, còn mồi câu nữa chứ. Không thì sao vũ cá lên được. Nhưng mà lấy gì làm mồi bây giờ nhỉ? À, đúng rồi, cà rốt là ngon nhất. Đây rồi, một củ cà rốt rất to và mập. Chắc chắn lũ cá sẽ rất thích cho xem. Nào, nào, những chú cá to nhất hãy bơi về đây. Vẫn không có con cá nào cắn câu nhỉ? Sao lại lâu vậy chứ? Hay là mồi câu chưa đủ to? Lần này chắc chắn sẽ được. Củ cà rốt to mập thế này, lẽ nào chúng lại không thích ăn chứ? Sao lại như vậy chứ? Thỏ con ơi, sao em vẫn chưa quay lại? Trời sắp tối rồi đó, nhưng em vẫn chưa câu được con cá nào. Từ nãy tới giờ mà chưa câu được con nào hả? Vâng, chẳng được con nào cả. Mà em đã làm mồi câu bằng một củ cà rốt to nhất rồi. Sao anh lại cười? Bảo sao mà em không câu được con cá nào? Thì ra em lấy cà rốt làm mồi câu. Sao hả anh? Cà rốt là món yêu thích của em, nhưng không có nghĩa là nó cũng là món yêu thích của cá. Nếu em muốn bắt được chúng thì em phải làm mồi câu bằng những thứ chúng thích. Ví dụ như dung, dế. Ơ, thế à? Chứ còn gì nữa, trước khi làm gì em cũng phải suy nghĩ thật thấu đáo thì mới có kết quả tốt được, nghe không? Em nhớ rồi, mỗi loài đều có tập tính và sở thích khác nhau mà, anh nhỉ? Ờ, đúng vậy, thôi để mai câu cá tiếp. Giờ trời tối rồi, anh đã nướng xong cá, chúng ta về ăn thôi. Vâng ạ. Sở trường. Bài kiểm tra văn hôm nay cậu được mấy điểm? Ai chẳng biết cậu được điểm 10. Cậu cũng biết mình được điểm 10 cơ à? Cậu phải cố gắng nhiều vào, điểm là dưới trung bình chứ gì. Này, cậu cứ phải hỏi người khác như thế mới được à? Cậu giỏi môn này, nhưng môn khác chắc gì cậu đã giỏi. Cậu nói xem, môn gì mình kém nào? Văn, toán, tiếng Anh, mình đều hơn điểm cậu đấy. Phải, mình học kém thì đã sao? Liên quan gì đến cậu? Cậu thôi ngay cái trò đắc ý và cười nhạo người khác đi. Để xem, cậu giỏi hơn mình môn nào? Mẹ ơi, hôm nay con lại được điểm 10 môn văn đấy. Con gái mẹ giỏi quá. Văn, toán, tiếng Anh, môn nào con cũng đứng đầu lớp. Ôi, thế thì mẹ phải thưởng cho con mới được. Con thích gì nào? Con thích chiếc cặp sách giống của bạn Hà. Thế bạn ấy mua ở đâu? Chiếc cặp ấy là cô giáo tặng cho. Con bảo con cái gì cũng đứng đầu lớp, sao bạn ấy lại được tặng cặp sách mà con lại không? Ui dào, là do tháng trước nó tham gia thi vẽ tranh ở trường và đạt giải nhất nên cô giáo tặng. Chứ còn học thì nó kém con xa, con ghét nó. Sao con lại ghét bạn? Bạn vẽ đẹp được tặng quà là đúng rồi. Vẽ tranh thì có gì hay ho chứ? Học giỏi mới đáng được khen. Nó chẳng học được môn gì ngoài mỹ thuật. Mỗi lần cô giáo trả bài kiểm tra, con đều mang ra treo nó cho bỏ tức. Con nói thế là không được. Con có biết chuyện búp bê gỗ và búp bê đất không? Chuyện thế nào cơ ạ? Thế này nhé. Ngày xưa, ở một tiệm nọ có rất nhiều đồ chơi.
trong đó có một chú bé bằng gỗ và một cô bé bằng đất. Hằng ngày, khi tiếng chuông điểm 12 giờ vang lên, chú bé bằng gỗ và cô bé bằng đất đều có thể cử động như người. Ôi, đồ chơi mà biết cử động như người sao hả mẹ? Chú bé bằng gỗ bèn rủ cô bé bằng đất ra ngoài chơi. Đến một hồ nước nhỏ, chúng dừng lại trò chuyện. Trời nóng quá, chúng ta nhảy xuống hồ bơi đi. Không, em không bơi đâu. Em làm bằng đất, chỉ chạm vào nước một lúc là sẽ mềm và tan ra ngay. Anh quên mất là em làm bằng đất. Đất chẳng làm được gì, đụng vào là vỡ, gặp nước là tan. Tội nghiệp em quá. Cứ phải như anh đây, kiểu gì cũng chẳng lo. Vậy anh xuống bơi một mình nhé. Dưới này mát lắm, xuống đây em ơi. Chuyện hay quá, mẹ kể tiếp đi. Sau khi chờ chú bé bằng gỗ bơi xong, cả hai lại tiếp tục đi chơi, đến một cánh rừng rộng lớn. Nửa đêm, sao lại có ánh sáng từ đâu phát ra thế nhỉ? Lửa, đằng kia có lửa anh ơi. Đêm khuya sương xuống, trời bắt đầu lạnh rồi. Chúng ta mau ra đó sưởi ấm đi. Chúng ta nhảy vào lửa cho ấm, tay anh lạnh quá. Không, anh bằng gỗ, nhảy vào lửa thì có mà thành than à. Anh vừa bảo, gỗ thì kiểu gì cũng chẳng sợ cơ mà. Thì ra lúc này anh cũng sợ đấy chứ. Anh phải biết, ai cũng có sở trường. Sở trường của anh là nước, còn sở trường của em là lửa. Biết vậy, lần sau anh đừng cười nhạo em nữa nhé. Anh xin lỗi. Con có thấy mình giống chú bé bằng gỗ không? Con mỗi người đều có sở trường riêng của mình. Con không nên cười nhạo người khác nếu như con hơn họ về một lĩnh vực. Con gái ạ, con có sở trường là học giỏi các môn văn hóa. Sau này con sẽ làm những ngành nghề liên quan đến kiến thức con học được. Còn bạn Hà, sở trường của bạn ấy là vẽ. Sau này bạn ấy sẽ làm về nghệ thuật, có khi trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng hay một họa sĩ tài ba ấy chứ. Con không được cười nhạo và coi thường bạn ấy. Ai cũng có lĩnh vực riêng của mình, con hiểu không? Con hiểu rồi. Mai con sẽ xin lỗi bạn ấy, và từ nay chúng con sẽ cùng cố gắng. Con gái mẹ phải ngoan thế chứ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.